chào tất cả các anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình đi ở đây để quay rùa biển. Có rất là nhiều rùa biển. Quay rùa, ở đây là nơi sống của rùa. Yeah.
quá tốt chứ. Hôm nay là anh thấy nó ngon đấy mà. Nó đập 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 sống nó vô đó. Sánh quay được cỏ ngươi đang lặng quay quay á, ở dưới chắc đẹp lắm. Bye.